bầu không khí căng thẳng bao trùm nước Pháp trong ngày hôm qua sau khi Thủ tướng Elizabeth Bork lần thứ 11 kể từ khi nắm quyền vào tháng 6 năm ngoái đã tuyên bố sử dụng điều 49.3 trong hiến pháp để áp đặt thông qua dự luật cải cách hưu trí mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội. Thủ đô Paris, đặc biệt là quảng trường công quốc nổi tiếng đã trở thành tâm điểm chú ý của người dân Pháp. Nhiều chứng người vật đã được dựng lên bên cạnh pháo sáng, đạn khói và các vụ va chạm giữa đám đông biểu tình với lực lượng cảnh sát. Bộ nội vụ Pháp cho biết Khoảng 1.600 đối tượng cực đoan đã trà trộn và kích động đám đông biểu tình, Bộ Cảnh sát phải tạm giữ gần 300 đối tượng quá khích và tiến hành thẩm vấn hơn 60 trường hợp. Đến tối muộn ngày hôm qua, Cảnh sát mới giải tán được đám đông biểu tình và bầu không khí tạm thời lắng dịu trở lại tại quảng trường nổi tiếng này. Tuy nhiên, thủ đô Paris hiện vẫn ngập tràn trong rác thải sinh hoạt. Ước tính hiện có hơn 10.000 tấn rác vẫn chưa được thu gom do các cuộc đình công của nhân viên môi trường đã kéo dài từ hơn một tuần qua. Tại các thành phố lớn khác của Pháp, các cuộc tuần hành tự phát đã đồng loạt diễn ra, nhất là tại Bordeaux, Strasbourg, Haylin, khi lực lượng chống bạo động buộc phải sử dụng đến đạn khói và hơi cay để giải tán. Các nghiệp đoàn lao động Pháp tiếp tục kêu gọi kéo dài các cuộc đình công trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, từ hàng không, đường sắt, cảng biển, năng lượng, lọc dầu, điện, môi trường và chuẩn bị cho một cuộc tổng đình công và tuần hành lớn thứ 9 trên toàn quốc vào ngày 23 tháng 3 tới. Tại nghị trường, Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia cho biết đã gửi kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ cũng như ủng hộ tất cả các kính nghị có thể khiến chính phủ đương nhiệm sụp đổ. Một kính nghị bất tín nhiệm khác cũng đã được nhóm các nghị sĩ độc lập chính lên quốc hội. Nghị sĩ độc lập Bechtang Pangseu cho biết kính nghị này đã nhận được sự ủng hộ của Liên minh Cánh tả và Cực tả và kêu gọi các nghị sĩ đảng những người Cộng hòa Cánh hữu tham gia hưởng ứng. Để kiến nghị bất tín nhiệm có ý nghĩa, cần phải có các lá phiếu của các nghị sĩ thuộc Đảng Những Người Cộng Hòa cũng phản đối dự luật cải cách hưu trí. Nếu kiến nghị bất tín nhiệm được thông qua, thì dự luật này sẽ bị bác bỏ. Tôi kêu gọi các nghị sĩ Đảng Những Người Cộng Hòa hãy tham gia cùng chúng tôi. Theo lịch trình, Quốc hội Pháp sẽ biểu quyết đối với hai kiến nghị bất tín nhiệm trên vào chiều thứ hai ngày 20 tháng 2 tới.